Khởi đầu trận đấu thì vẫn như mọi khi, lấy con Yao Li để cho nó có ngoại binh đi mọi người ạ. Mình thì khởi đầu trận đấu là mình rất là hay lấy Yao Li để nó hiện nó hệ ngoại binh khởi đầu đầu trận đấu. Sáng nay hơi tiếc, sáng nay có một trận đấu có 5 ngoại binh từ 2.1 luôn đó. Xem này, đúng rồi. Giờ này game bị lỗi nhiều lắm. Không hiểu lý do sao bị lỗi luôn đấy mọi người ạ. Ừ, thấy nhiều người chơi Mobi mà. Do mình không có thời gian rảnh để chơi đâu. Bùa xanh. Game này nếu bắt đồ này chắc là 3 quyền trượng nhờ. 3 quyền trượng cho một vị tướng đi. Dốc đồ. Mình làm Vega 3 sao nhiều lắm rồi. Rất là nhiều video về làm Vega 3 sao. Hello mọi người nha, Sako Đại Bác hả? Sako Đại Bác của Sojin này. Địt. Ui. À, làm quả khởi đầu trận đấu livestream có vẻ khá ấn tượng với hai học giả. Cái đội hình mà mình muốn làm nhất cho anh em xem ấy, đó chính là đội hình 8 pháp sư. 8 pháp sư và 6 học giả mọi người nhá. Đội hình đó mình rất là muốn làm cho anh em xem luôn đó. Ngon quá, khởi đầu trận đấu có quả này ngon kinh khủng luôn. Có quả học giả này. Thường thường ấy, nếu mà khởi đầu trận đấu mà có lõi kim cương ấy thì những trận về sau thì nó sẽ khá là kiểu ba lõi mọi người, sẽ có 3 lõi. Hy vọng là trận này sẽ có 3 lõi. Dốc đồ học giả hay là pháp sư học giả ra? Dốc đồ học giả. Dốc đồ đang có hệ dốc đồ ở đây rồi mọi người này. Mình sẽ làm con một vị tướng đó chính là kiểu như này nha. Gồm 6 học giả và 3 Sojin nữa. Là cái lượng mana của nó sẽ gọi là super VIP. Super hồi phục luôn. Sion nó xuân phép một hết chết này. Không em ơi, Sion nó yếu lắm. Con Sion nó yếu mà. Nó không mạnh đâu. Giả pháp sư, cho pháp sư đi. Mình phách cơ. Học giả thuật sư cũng mạnh anh ơi, chú ơi. Anh cần cho tên em không? Hello Bestin nha. Queen Carry bằng đào không em ơi, trận này là anh có cái lõi học giả kim cương từ sớm này. Nhưng mà mình đang suy nghĩ là có nên bán máu không? Bởi vì khi mình bán máu mọi người, khi mình bán máu nhá, thì mình sẽ có cơ hội kiếm được cái trang bị sẻng vàng ấy để lắp những hệ nhân tạo. Nên là mình đang suy nghĩ là với việc cái bán máu đấy mọi người ạ. Mình đang nghĩ về việc cái bán máu đây. Trận nó sự pin back cùng down.
Ok, để trận sau này, khởi đầu một linh hồn học giả này. Nên là chơi thôi. Chắc bàn máu nhở, bàn máu lấy sẻng đi, có cơ hội có sẻng mọi người ạ. Ui, ui cái đồ này mình thích lắm đấy mọi người ạ. Tôi nói anh em chó gáp mà cầm quả này, combo gọi là dắp máu thì nó hồi phục gớm lắm. Mỗi tội là chỉ sợ gì khổng lồ thôi. Sako này, tôi thua rồi, thua rồi. Biết thầy bán máu luôn rồi. Oriana Basazin, ờ đúng rồi em, đúng rồi chính xác nhở. Oriana Basazin cộng 6 giả đúng không? Nghe rất là hợp lý luôn. Đừng có sẻng nhá. Có sẻng mất không thèm. Ok, không có sẻng rồi. Mình thì đang muốn làm việc Basazin mọi người, nên là mình cần BF nước mắt. Hắc vàng đi cả mà lăng. Chưa thua mọi nhá, bởi vì mình cảm nhận thấy là sẽ có sẻng vàng xuất hiện trong game này. Sẽ có sẻng vàng xuất hiện trong game này nên là mình sẽ bán máu. Có cái ấn độc giả sống sót qua round tăng 5 sức mạnh kinh, đúng rồi. Có cái lõi đó khá ngon đó. Bây giờ mà có 3 lõi kim cương thì tuyệt vời nhá. Bây giờ là lõi liên độc giả này. Lõi tiếp theo là lõi kim cương pháp sư này thì mình sẽ cho anh em xem một đội hình tởm nhất vũ trụ luôn, đó chính là 8 pháp sư và 6 học giả. Các bạn Lăng đi sai đường rồi, các bạn Lăng ơi, đi đường kia mà. Hắc vàng, không hắc nổi vàng luôn à. Mình sẽ chơi thua rồi nhá, để có thể kiếm được sẻng vàng. Và để làm cho anh em xem đội hình tởm nhất vũ trụ. Đó chính là 8 pháp sư và 6 học giả. Hello Nguyễn Trung nhá. Có được chơi cùng không anh hả? Để game sau anh xong game này anh mời cha. Hello mọi người nha. Cảnh binh từ sớm này, 4 cảnh binh luôn rồi à, gắt nhờ. Hắc vàng đúng rồi, 1 vàng, thế là đục rồi, đẹp rồi. Cái này thì mình sẽ làm theo content Basazin nha, Basazin cộng 6 già. Muối mày cắn tao à. Hello, chào Nguyễn Trung nha, chào Việt Obama, chào Phong Lê, mới xem cá chê nuốt ở Rokem, phi đỗ. Bếp ơi, bếp ơi, xuất hiện bếp ơi, bếp, sẻng vàng các kiểu đi. Ui, nước mắt nhiều thế nhở, tôi giữ nước mắt rồi. Giữ nước mắt rồi các bạn ơi, đừng ra nước mắt nữa, không muốn lấy đâu. Đây này em, quan trọng cái lõi này, cái lõi này là lõi gì thế này? Cái lõi này là lõi gì đó mọi người này? Top 1 chơi gì đây? Đế chế à? Mình sẽ làm kiểu quả Oriana Basazin mọi người nhá. Oriana Basazin cộng với cả 6 giả. 6 giả 20 năng lượng mỗi giây. Mỗi 2 giây thì anh em cứ tưởng tượng đi. Oriana sẽ như nào? Xoáy liên tục, xoáy tròn luôn. Rất là phê đó. 6 giả 6 máy móc. Bắt máy móc để ra đi, để nếu có cơ hội ra máy móc thì mình đỡ phải tìm kiếm nhá.
thua lấy sẻng nhỉ? Thua lấy sẻng. Sẽ có sẻng. Hy vọng trận này sẽ có sẻng. Để mình sẽ lắp một hệ pháp xuân nhân tạo. Đúng rồi, con Zeke khó carry lắm anh em ạ. Con Zeke nó chỉ là một vị tướng một vàng thôi. Nên là về late game thì cũng không thể qua nổi những tướng 4 vàng hay 5 vàng cả. Hello Trương Hòa Bình nha. Thua đi. Chuỗi thua năm của tôi, đừng thắng mà. Bli. Hay quá, mình thua rồi. 5 trận thua được 13 vàng mà lại thắng mất thì tiếc lắm. Ok, ron chút thôi. 8 pháp sư, 6 học giả. Oh my god. Hello Lực Quyến nha. Hello nhỏ hello. Oriana 3 thuật giờ thế giới là dích tướng không vàng hả? Game này đang tính, mình đang lúc đầu tính làm Oriana đồ thế giới cơ. À, Oriana Basojin, nhưng mà bây giờ anh em phải thấy này, mình đang có pháp sư ở lọc giả này. Nên là game này mình đang suy nghĩ trong đầu đó chính là làm một trận đấu liên quan tới đó chính là đội hình 8 pháp sư và 6 học giả. Xin tí tiết. Chết rồi, win mất rồi mọi người, trời ơi, chuỗi thủ của tôi 5 trận. Tiếc thế nhở. Hello Trần Quốc nha. Bây giờ mà có sẻng vàng mà không lấy được mới gọi là khóc này. Giờ có sẻng vàng không lấy được mới khóc này. Có bé ép. Hai nước mắt mà chỉ một bé ép thôi. Tại sao không gọi là hai bé ép nhỉ? Chắc mình sẽ không lấy thanh bé ép này rồi. Tỷ lệ được thanh bé ép này là tỷ lệ đang gọi là mức. Oh my god. Tuyệt vời. Đó thêm một cái thanh Sojin nữa rồi mọi người ạ. Trận sau nếu có đột biến giảm mana thì lắc chơi lắc đột biến nha anh. Ok em ơi. Sao bây giờ chung chơi 4 pháp sư 3 ngoại binh anh? Không em chưa. Hello Trần Quốc nha, hello Lực Nguyễn, hello mọi người. Game này anh đang hơi phân vân để chơi đội hình liên quan tới đó chính là nó vướng cái này ghê nhở. À đúng. Chơi game quá 180 phút một ngày mọi người ạ. Nhiều pha xử lý ngốc ghê thì mình bán cái mà lăng gì biết. Hoặc là Janna Basojin cũng khá hay mọi nhá. Janna nó sẽ đẩy liên tục luôn. Nó sẽ đẩy liên tục luôn. Mình đang muốn run lên con Swain 3 sao để nó tăng cờ á, nó chống chịu á. Đội hình pháp sư thì cũng ít con chống chịu lắm, nên là cần Swain chống chịu khỏe thì mới có lại ổn được. Phải cần khoảng tầm thêm 2 cái sẻng nữa thì mới đẹp trai được. Tầm 2 cái sẻng nữa mới đẹp trai được mọi người ạ. Rồi, Swain này. Swain đang có một cơ hội ra 3 sao rất là cao. Bán luôn cho tròn, mình không cần đâu. Học giả nãy giờ nó cần con Hemlinger và con...
Chết rồi. Nào bắt đầu bị đang loát mọi người ạ. Con kia con gì ấy nhở? Con kia gì ta? Quên tên mất rồi. Con học giả tên là gì ấy nhở? Không nhớ anh em ạ. Hello Việt Hoàng nha, hello Thành Đức Danh, hello Đức Anh nha. Không khóc em sao lại khóc được, bây giờ mới chỉ bắt đầu thôi. Bây giờ trận đấu mới chỉ bắt đầu thôi em ạ. Với trận với cái đội hình như này thì sẽ lại một chuỗi thắng thôi. Rồi ok, Swen, hút máu đấy bạn. Hút máu đấy bạn ơi. Thì mình nói đó mà, thế mà nếu mà không có sảnh vàng để làm cái điều đó cho nhà 8 pháp sư và 6 học giả thì mình sẽ chuyển qua Orianna. Mình sẽ làm Orianna 3 sâu zin xoáy liên tục. Lissandra, ờ đúng rồi, Lissandra, ok. Nhiều khi chơi game nhiều bị ngáo mọi người. Thực sự là muốn có 6 học giả thì cũng cần phải hai cái ấn học giả ấy mọi người. Bởi học giả nó cũng hơi khó. Cần phải hai ấn cơ, cộng vừa còn có thêm cả không. Uầy, sáng. Bếp. Không có luôn. Mình sẽ bán máu tiếp mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ bỏ được hình ra để bán máu. Bán máu lấy đồ mọi người ạ. Phải lấy đồ, phải có đồ. Anh chia sẻ cách chơi dốc đồ lên Vega3 nhanh đi anh hả? Thì chơi dốc đồ của Vega nhanh thì trừ khi em có một cái lõi đó nó có tên, đó chính là lõi khu giao dịch ấy mọi người. Em ạ. Chỉ cần nó khu giao dịch thôi là em có cả thế giới rồi. Này khéo vẫn win đấy mọi người. Bán máu mọi người nhá. Bán máu lấy đồ. Bởi vì mình cần phải thêm một cái bếp nữa mới có đủ combo 3 sâu zin mọi người ạ. Mình không thể để mất cái game này của mình được. Nên Ron không ra Orianna ta. Nên Ron không ra con Orianna nào luôn mọi người ạ. Ok, top mấy rồi, ok. Thua một round nữa, nhìn nhặt đồ rồi nhá. Nhưng mà thua con này dễ cút lắm. Rồi, ok. Thua tiếp phát nữa đi. Thua số 40 máu lên đi. Chơi đã chơi là phải chơi khô máu anh em ạ. Chơi khô máu luôn, chơi không còn máu để chơi luôn. Để có một con tần hay cho anh em xem thì mình phải trả giá rất là nhiều. Còn chơi để lao rank thì dễ rồi. Phong Lê Thanh à? Em nói hôm anh sẽ ấn cho like cho anh 10 lần à? Like 10 lần thì like 10 lần là cũng sẽ thành công cốc em. Em phải like lẻ lần em ạ. Ok, thua rồi, tuyệt vời. Rồi, 43 máu. Từ vị trí top 3 giờ thành top 7 rồi mọi người nhá. Top 6 rồi nhá. Winnie em ơi, Winnie anh em. Đừng có thua. Đừng để tôi trên. Ui. Lại lên một nặc bắc rồi.
căng này 43 máu này. Có sẻng không? Có sẻng, em tự biết ngay có sẻng mà anh em. Mình cảm nhận cái game này có sẻng mà. Con giọng bây giờ có lấy được không cái này? BF hay là sẻng ấy nhở? Lấy BF thì mình có 3 sâu zin. Lấy sẻng thì mình sẽ có một pháp sư nhân tạo. Bây giờ ấy, mình cái thứ mình cần bây giờ đó chính là một cái lõi pháp sư mùi nhá. Một cái lõi pháp sư nữa. Chỉ một cái lõi pháp sư nữa thôi. Là cơ may là sẽ làm được cái content này. Đây, ok, nó đẹp, đỉnh đẹp chưa? Đỉnh trong mơ chưa? Bây giờ chỉ việc up cấp thôi. Bây giờ mình tính toán hết mọi người nhá. Bây giờ là mình đang có 6 pháp sư và 4 học giả. Thì mình cần... Bây giờ mình bỏ ngang mà lăng ra là mình sẽ có 7 pháp sư, 4 học giả đúng không? Hello Sưởng Lý An nha. Hello mọi người. Anh ơi, làm anh có full chí mạng đi à? Ok em ơi. Galo ba còn năng, ok anh em comment ở dưới đi. Game nào đồ ra đẹp thì mình sẽ làm theo anh em. Ấn pháp sư đi. Lõi pháp sư. Lõi kim cương pháp sư. Đồ phộng anh em ơi. Này. Perfect. Anh em thấy chưa? Perfect chưa? Này. Ok, để mình tính chứ nha. Mình đủ chứ nhờ. Bây giờ mình bỏ ngang mà lăng la là mình sẽ có 7 pháp sư. Level 8 cho một học giả nữa. Ok. Đội hình 8 học giả, 8 pháp sư, à 8 pháp sư thư và 6 học giả mọi người nhá. Con lành cành đào luôn anh em ơi. Oh my god. Nhưng bây giờ thiếu kiếm một con học giả, con Heminger à Zanna và Heminger à. Đẹp vời anh em ơi. Anh em thấy mình tiên tri chuẩn chưa? Mình chọn bài hơi bị chuẩn đấy. Chọn bài siêu chuẩn luôn. Bài giờ là bài siêu chuẩn luôn rồi. Để đây đi, không mất công con Blitz của anh nó kéo mất con Mahaja của mình. Một con tướng mà giúp cho mình có khả năng đó chính là trừ mana quỷ thư. Đủ. Chết rồi, không ổn mọi người ạ. Đủ, wow. Anh em thấy cũng quả qua combo mà. Mình tưởng thua luôn á, trời ơi lại thắng kìa. Hảo. Ok mọi người nhá, game này chỉ cần up 9 thôi. Chỉ cần up 9 thôi là có thể làm được điều mình muốn. Game này chỉ cần up level 9 thôi mọi người nhá. Bây giờ mà có thêm một thanh BF nữa thì đó mới là sự perfect. Mình làm Victor 3 sâu zin cộng với cả 8 pháp sư và 6 học giả. Wow. Anh em cùng theo dõi này. Trận này sẽ vô cùng hấp dẫn luôn. Những đội hình mà unbelievable nhỉ. BF. Đồ. Không là BF mà cái trang bị cung gỗ này thì vứt đi rồi. Trang bị cung gỗ này không thể dùng được rồi. Tốn tiền thế nhở? Ai rồi ôi. Ok, 6 học giả. Bỏ này ra là 7 pháp sư. Kiếm thêm con Victor nữa là 8 pháp sư. Chất lượng. Ok mọi người ạ. Cái xa, chưa chắc là top 1 FF win hay top 1 đâu. Bởi vì còn nhiều ông khỏe lắm, còn nhiều đối thủ khỏe lắm mọi người ạ. Nói chưa, anh em thấy chưa? Nhìn nữa. Đột biến cả Kai'Sa kìa. Úi xổi Kai'Sa. Ui, mạnh quá anh em ơi, thật căng lắm. Mình phải lên Swain 3 sao. Game nó đang căng lắm.
mình không, mình bây giờ mình không thể nào tự do mà up level 9 được. Mình khẳng định với các bạn luôn vậy. Bởi vì mình cần phải có đội hình khỏe thì mới up level 9 được. Victor ơi, 3 sao đi. À, Swen 3 sao đi. Để mình có thể có lượng vàng lên level 9 nào. Đúng rồi, cầm một pháp sư carry nữa thôi. Bây giờ mình cần một cái ấn pháp sư nữa. Mình cần một ấn pháp sư thôi mọi người ạ. Một ấn pháp sư thôi là đủ combo là khẩu úp level 9 này. Một ấn pháp sư nữa nha. Victor Swen, mình cứ đọc nhầm con Swen thành con Victor ta. Căng lắm. Game vẫn chưa biết điều gì được. Con Swen hồi máu bá đạo rồi. Swen hồi máu là như cô tách luôn rồi. 800 máu một hồi. Cắn. Mình Faker. Ai đù. Ouch. Ôi. Mạnh thế nhở. Đù. Mình sợ thua mọi người ạ. Mình sợ game này mình chết sớm ấy. Đù, sao ra ba cái hệ nhân tạo mà sao không ra hệ của mình vậy? Chết rồi, hỏng hết bánh kẹo của tôi rồi. Rồi lên Zumi 2 sao đi. Game này hơi căng em ạ, vẫn chưa biết chắc được gì được. Chưa úp 9 đủ em ơi, lượng vàng không đủ để úp 9. Bảy mươi hai vàng cũng level 9 được em ạ, khó lắm. Kẻ đấy Victor. Ok, win được một trận rồi, cố gắng echo lên level 9 mình nhá, sửa level 9 thôi. Giờ là rất là cần vàng mọi người ạ, cần vàng đến nỗi mà mình muốn khóc rồi đấy. Với cả mình Ron ấy cũng chỉ vì lên level Swen 3 sao để chống chịu thôi, chứ mình sợ mình thua. Game này nhiều cũng khỏe lắm này. What the fuck, 9 đấu sĩ em thấy chưa? Đâu phải mình nhân phẩm đâu này, em này 9 đấu sĩ này, cay xa này. Má, cái này mà mình có quạt gì khổng lồ thì nhức nách mình rồi. Lõi ấn linh hồn đấu sĩ, 5 đột biến, 3 hoặc kỹ. Thực sự luôn ấy, cái này mà mình có một cái quả, một cái gọi là cho ta diệt khổng lồ thì đấu sĩ chết với mình luôn rồi, mà không có diệt khổng lồ. Bây giờ mình cần úp lên level 9 thôi, 72 vàng, úp level 9 và kiếm được thêm một cho một con Vic Ma ra nữa là sẽ có đủ combo nhá. Ờ đúng rồi, quên nhất nhở, mình có tái chế mà quên mất. Ây da, em thấy không, khỏe lắm. Cố lên Swen, anh yêu em. Đúng rồi, hay quá, win rồi. Hello Hải Hoàng nha, hello mọi người nha. Ok mọi người, úp 9 được rồi đấy. Rồi ok, úp 9 mọi người, úp 9 nha. Úp 9 là đẹp trai luôn. Cho anh em xem có đội hình trong mơ luôn này.
đứng trong mơ thực sự luôn. Chắc đêm sau mình gặp ông giúp đúc giúp đồ. Giúp đồ tính đến bây giờ thì con Chitana Carry chính thôi. Đồ xấu quá anh em ạ. Đồ không được chuẩn lắm. Ok. Cái này thì mình cho luôn con Swen cầm nha mọi người. Đẹp luôn. Ok, đội hình trong mơ nha anh em. 8 pháp sư và 6 học giả. Đội hình trong mơ luôn đấy. Mình nghĩ đội hình này là rất là ít anh em nào có được. Bởi vì game này mình nhân phẩm quá mà. Nhân phẩm quá nhân phẩm luôn. Mình có tận 4 học giả nhân tạo. 4 học giả nhân tạo nha. Cộng với cả 2 pháp sư nhân tạo nữa. Mana hồi kìa anh em, mana kìa. Victor. Sổ một đường kẻ thôi. Victor một đường kẻ. Ok. Pew. Ngon lành cành đào ngay. Top 1 này, có cá chê nó sẽ nuốt tướng ấy. Cái xa nữa. Hello mọi người nha, hello Trọng Nguyễn. Victor. Kẻ. À, Kai'Sa chưa chết, một Kai'Sa chưa chết, Kai'Sa vẫn chưa chết. Hoa khỏe quá. Bọn này khỏe thật sự, cá chê em ạ, cá chê đột biến này. Nó cắn đau quá. Nhưng sao mình vẫn còn một round đi chợ mọi người nha, mình vẫn còn một round đi chợ nữa. Bởi round sau thì mình sẽ gặp ông kia thôi. Trâu quá mà. Tôi mà có quả một quả diệt khổng lồ thì ngon rồi. Không có diệt khổng lồ khó chơi mấy ông này ghê á. Với cả mình không có quỷ thư mọi người. À mình không có diệt khổng lồ á. Khó chơi thực sự. Swen cho lên 3 sao. Giờ chẳng lẽ bán Swen đi cho đồ cho Victor đúng không? Giờ bán Swen đi. Ui, à, đen thế nhở. Đau gặp này lên ghê vậy. Vách 3 luôn rồi. Ôi thôi xong rồi anh em ơi. Chắc là game này end game rồi. Victor 2 sao mana còn là dễ chết được. Đi luôn. Hay quá, win rồi. Tưởng thua chứ. Victor tưởng rất mạnh nha, tuy nó chỉ 1 sao thôi nhưng mà sát thương của nó thì vô đối rồi. Victor của mình trần chỉ cần một cái dịch khổng lồ thôi mọi người nhá, một cái dịch khổng lồ thôi là Victor nó kẻ một phát là clear map luôn. Ai nha, ông dốc đồ này win ông đấu sĩ luôn nào. Dịch khổng lồ, sâu zin, còng. Áo xong lửa găng. Địch. Để găng cho Victor đi. Đúng rồi. Anh đạt được mục tiêu rồi. Đó chính là 8 pháp sư và 6 học giả. Một đội hình perfect. Tuyệt vời luôn. Hello mọi người nha. Mày chơi tao game à rồi. Ai dạ áo trong tĩnh lặng mọi người. Thôi xong quả này nát đi hát rồi. Quên mất ông này ra nhặt áo trong tĩnh lặng mọi người ạ. Ui, phê quá. Trâu quá anh em ạ.
Trâu tởm đi. Ăn đéo thì trâu biết. Này có con Kai'Sa nó gánh tiếp tốt quá. Kai'Sa nó đù cả xe nuốt luôn mọi người ạ. Thôi chịu rồi, ok. Mình đã cống hiến quá nhiều rồi. Chào mọi người, hẹn lại. Phái nổi thật, khỏe quá.